Hoạt động với nhau trong hơn 7 năm qua, Hội Đen Hồng đã cùng nhau biểu diễn trên khắp các sân khấu lớn nhỏ từ A đến Á và mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn tuyệt vời. Tuy đã trải qua ngần ấy năm thực chiến trên sân khấu và đã có kinh nghiệm đầy mình, nhưng các cô gái nhà hát Hường cũng không tránh khỏi việc gặp phải những sự cố trên sân khấu, có thể khiến các nàng bị thương hoặc lộ những khoảnh khắc hớ hên trước ống kính. Vậy nên, ngày hôm nay, hãy cùng N2T K-pop điểm qua những sự cố trời ơi đất hỡi mà Blackpink từng gặp phải bạn nhé. 1. Jennie. Sự cố rào chắn. Trong khi biểu diễn Forever Young cùng các thành viên khác tại sân vận động MetLife vừa qua, Jennie đã dựa vào rào chắn được set up phía trên cao để có thể tương tác với người hâm mộ ở bên dưới sân khấu. Nhưng khi nàng Mando dựa người từ từ vào lan can, vì rào chắn không chắc chắn khiến Jennie bị mất thăng bằng và cả người nghiêng về phía sân khấu khá nguy hiểm. May mắn thay, nàng Mando nhà ta đã kịp chống chân xuống đất. Dù thế, sự cố này thật sự đã khiến Jennie hoảng sợ vì cô nàng đã nhìn vào chiếc khung lỏng lẻo này trong một lúc lâu. Nhưng để người hâm mộ ngừng lo lắng, nàng men rapper đã phi cười và vẫy tay trấn an fan như thể muốn nói rằng mình không sao. Người hâm mộ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm hơn. Bị tóc váy. Trong đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội, khi Jennie vừa hoàn thành lại hát của mình trong ca khúc As If It's Your Last, nàng Mando đã di chuyển từ từ để có thể tương tác với các Blink Việt Nam. Nhưng chớ trêu thay, cô nàng lại đi ngang chiếc quạt đang không ngừng tạo gió, khiến cho chiếc váy của cô bị tóc lên, làm mấy Blink Việt mình mất hết liêm sỉ và la hét cuồng nhiệt. Dù có mặc quần bảo hộ ở bên trong rồi, nhưng sự cố này vẫn khiến chị bé hết sức ngại ngùng. Chị nhà đã nhanh chóng kéo váy xuống và biểu môi di chuyển về phía sau hết sức đáng yêu. Nhưng dù gì cũng rất may mắn khi cô nàng không rơi vào những khoảnh khắc hớ hên trước công chúng, đúng không nào? Không thể nhấc chân lên ghế. Khi đang biểu diễn Kick It tại sân vận động MetLife vừa qua, do chiếc chân váy mà cô diện quá bó sát phần hông khiến Jennie không thể thực hiện động tác đặt chân lên ghế một cách bình thường được. Dù đã cố gắng nhấc chân mình lên, nhưng chiếc chân váy bảo thủ này khiến nàng Mando nhà ta lực bất tòng tâm và phải cười ngại ngùng vì sự cố trời ơi đất hỡi này. Dù sau đó, chị nhà đã thử đặt chân lên ghế một lần nữa để có thể quẩy cho hết mình, nhưng bất thành. Vậy là, thay vì đặt chân lên ghế, nàng Mando nhà ta đã bất lực để chân mình on the ground luôn, làm mấy Blink xem mà cười ra nước mắt. Vì body hết nước chấm mà hết lần này đến lần khác chị nhà được stylist diện cho trang phục thế này đây. Bởi vậy, đẹp quá cũng khổ rất Blink nhỉ. Micro bị rơi. Trong khi đang biểu diễn Pretty Savage tại sân vận động MetLife vừa qua, chiếc micro mà Jennie đeo trên tay đã bị lỏng lẻo khiến cô nàng phải liên tục đưa tay kiểm tra trong khi trình diễn. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với nàng Mando vì khi thực hiện những vũ đạo mạnh nhất của bài hát này, chiếc micro đã rơi ra khỏi tay của Jennie. Nhưng không vì thế mà khiến nữ idol bối rối, cô nàng vẫn tiếp tục thực hiện trọn vẹn vũ đạo mà mình đang trình diễn. Ngay sau đó, tận dụng thời gian các thành viên khác di chuyển lại những chiếc ghế được bố trí sẵn, Jennie đã vội vã tháo micro ra và chạy xuống để các staff có thể hỗ trợ mình. Toàn bộ quá trình khắc phục sự cố của nàng main rapper diễn ra vỏn vẹn trong vòng 32 giây. Thậm chí, khi micro đã được xử lý xong, cô nàng còn nhanh chóng di chuyển lại ghế ngồi và thực hiện cực khớp với vũ đạo mà ba thành viên còn lại đang biểu diễn, khiến người xem không khỏi nể phục bởi sự chuyên nghiệp của nàng Mando. 2. Jisoo. Đánh rơi nhịp nhảy. Trong khi biểu diễn Flower tại Hà Nội, chị cả hát Hương đã khiến fan cười xỉu trước sự cố trên sân khấu của cô nàng. Cụ thể, sau khi điệp khúc Lửa Hận Thù được mấy Blink Việt Nam tàn ác hát lên, thì cũng là lúc mà sự cố hy hữu này xảy ra với chị bé. Sợi dây màu tím trên tóc của cô nàng đã bay phấp phới trong gió và vướng vào phần tai nghe của Jisoo. Ngay lập tức, chị nhà đã điều chỉnh lại sợi dây trên tóc của mình về lại vị trí cũ. Cũng vì lý do này mà 1-2-3 năm, Jisoo đã đánh rơi nhịp nhảy của mình. Dù có tình huống đột xuất xảy ra, nhưng ngay sau đó, chị cả hát Hương cũng đã bắt nhịp vũ đạo cực khớp với dancer phụ họa, khiến fan trầm trồ bởi sự chuyên nghiệp của cô nàng trên sân khấu. Tuy vậy, người tàn ác thì sống thảnh hơi. Do sự cố này xảy ra ngay sau khi fan chan độc lạ vang lên, khiến mấy fan ruột thừa đùa vui rằng Jisoo đã nghe được bản vịt sub này và chấn động đến nỗi quên cả nhịp nhảy. Nhưng vì có đeo in-ear nên cô nàng khó có thể nghe được bản sub tinh hoa hội tụ này được đâu Blink nha. Trật nhịp. Trong đêm diễn thứ hai tại sân vận động MetLife, Jisoo lại tiếp tục khiến dân tình cười xỉu trước đầu khờ của mình. Vì sau màn huýt sáo ngày ca cũ để dẫn dắt cho ca khúc Whistle, bad girl Kim Jisoo đã quên bẩn đi nhịp điệu hay boy của phần intro nên đã tiến lên phía trước và thực hiện vũ đạo đầu tiên của bài hát. Sự di chuyển của Jisoo đã vô tình khiến Rose và Jennie đứng bên cạnh bị thao túng tâm lý và đã di chuyển theo cô nàng. Vậy là dưới sự dẫn dắt của mình, đại ca tú khờ đã thành công khiến hai đứa em mình bị khờ theo và cả ba phải bật cười vì sự cố trời ơi đất hỡi này trên sân khấu. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chứ hài quá rồi biết làm sao giờ. 3. Rose rớt vòng cổ.
được mệnh danh là bà hoàng trong việc xử lý sự cố trên sân khấu. Rose chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng trước sự chuyên nghiệp của cô nàng, đặc biệt nhất là trong đêm diễn đầu tiên tại Sydney. Do quậy hết mình trên sân khấu Underground, chiếc vòng cổ của cô nàng đã bị lỏng lẻo và dường như sắp rơi ra ngoài. Vậy là cái gì vướng víu thì chị nhà gỡ ra luôn. Vũ bà Rose đã thẳng tay buông chiếc vòng cổ Tiffany với mệnh giá gần 1,3 tỷ đồng xuống nền sân khấu và anh dancer phía sau đã vô tình giẫm lên, khiến Blinse mà không biết khóc hay nên cười vì chiếc vòng cổ Tiffany đã bị Rose cho nằm on the round đúng nghĩa luôn. Nhưng đây cũng không phải lần đầu chị nhà set down mấy phụ kiện của mình, vì trong khi biểu diễn As If It's Your Last vào năm 2017, chiếc vòng cổ cản trở vũ đạo cũng bị cô nàng cho nằm xuống sàn, khiến Blink bất lực hết sức. Mấy cái này chỉ xử lý cái một luôn. Lùi trúng Lisa. Trong khi biểu diễn ca khúc Do 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 trên sân khấu Chicago, do bông hồng Úc vừa đi lùi, vừa mãi mê tương tác với cameraman phía trước nên đã vô tình va trúng Lisa đang cầm cùi cột dây dài phía sau. Sự cố này khiến cô nàng mất thăng bằng, chỉ một chút nữa là ngã xuống sân khấu, nhưng nhờ đôi chân dài lợi thế nên shop đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng ngay sau đó và liên tục cúi người xuống kiểm tra xem Lisa có bị thương chỗ nào không, khiến fan không khỏi ấm áp vì sự quan tâm của chị bé dành cho người bạn đồng niên của mình. 4. Lisa. Bị biro của Rosa pha vào đùi. Trong buổi show check tại Đức, khi kết thúc trình diễn ca khúc Cheaper Girl, cả hai Lisa và Rose cũng mãi mê tương tác với người hâm mộ. Nàng sóc vụng về đã vô tình khiến cho chiếc mic của cô va vào đùi của Lisa. Cái cảm giác thốn này tràn màn hình đến nỗi mấy Blink Việt Nam cũng thấy đau giùm luôn. Vậy là sau khi bị Rose ban tặng cho chiếc mic huyền thoại, Lisa đã đau điếng cả người và khuỵu người xuống hết sức khổ sở. Thấy bạn mình bị báo, Rose đã ngay lập tức quay qua ôm ấp hỏi thăm bạn mình, khiến mấy Blink cười xỉu. Ngoài chiếc micro đáng thương thì Lisa chính là nạn nhân thứ N của bạn mình. Không biết tình chị em cái khế này coi chắc bền lâu không nữa. Rớt dây áo. Trong concert mới diễn ra tại Las Vegas, Lisa đã gặp phải sự cố trang phục dở khóc dở cười. Cụ thể, trong khi thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ và dứt khoát của ca khúc Whistle, phần dây lấp lánh được đính ở vai áo đã bị rơi ra. Ngay khi phát hiện sự cố này, nàng búp bê Thái đã khéo léo đặt phụ kiện trên áo trở về vị trí cũ và tiếp tục biểu diễn như bình thường. Nhưng đời đâu như là mơ, phần dây áo cứng đầu này vẫn tiếp tục rơi xuống ngay sau đó, khiến Blink thấy mà tức cái lồng ngực. Nhưng không vì thế mà chị bé nhà mình lúng túng. Mà ngược lại, bằng sự chuyên nghiệp của mình, Lisa đã vừa thực hiện các động tác vũ đạo sexy cùng với dàn dancer phụ họa, vừa lấy tay cố định lại dây áo này mà không hề lộ ra vẻ lúng túng nào. Qua đó có thể thấy được, dù ít khi gặp sự cố về trang phục, nhưng không có nghĩa là cô nàng thiếu sự chuyên nghiệp trên sân khấu đâu nha. Dù không ít lần gặp phải những sự cố trời ơi đất hỡi trên sân khấu, nhưng Blackpink luôn khiến người hâm mộ nể phục với cách xử lý sự cố hết sức chuyên nghiệp của mình. Không mất bình tĩnh hay nao núng, mà ngược lại các nàng đều giữ cho mình cái đầu lạnh xuyên suốt các sân khấu lớn nhỏ. Qua đó có thể thấy rằng các cô nàng đã trưởng thành như thế nào trong suốt ngần ấy thời gian. Và hy vọng thời gian tới đây, khi mà những sân khấu cuối cùng của chuyến lưu diễn Bombing kết thúc, các nàng sẽ giữ vững phong độ này để có thể mang đến cho người hâm mộ những sân khấu tuyệt vời. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những sự cố mà nhóm gặp phải? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình được biết với nha. Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên đăng ký và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!